Vâng, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm sử dụng Softech và em là Thắng Vũ. Ở trong video ngày hôm nay thì em Thắng Vũ sẽ gửi đến tất cả quý cô chú anh chị một dòng sản phẩm có một cái mức giá phải chăng và hiện tại đang là rẻ nhất của hãng EK. Tên quốc tế của mã này đó chính là Cryvolgan và dịch nôm na là tiếng Việt đó là nhà ngoại cảm. Và hiện tại cái dòng sản phẩm này đang là cái dòng sản phẩm thấp rẻ nhất của hãng và nó sẽ chắc chắn là phù hợp với nhu cầu cũng như là túi tiền của quý vị các bạn. Và không để quý vị các chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi đánh giá sản phẩm trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá về cái vỏ hộp thì nó không có quá nhiều cái điểm gì đặc biệt. Mặt sau của nó thì nó sẽ in những cái thông tin chính hãng từ EK gửi về với Softech. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là hộp bìa cắt tông, nó sẽ là bìa cắt tông và chính diện nó thì nó sẽ cái in hình ảnh của con EK. Về cái bộ sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay thì như quý vị các bạn có thể thấy, đối với tất cả những cái dòng sản phẩm của EK thì nó sẽ có bao gồm vừa khăn lau, dây đeo, cái dây này là của hãng gửi kèm theo một cái túi đựng của EK. Đây là cái túi đựng của con EK. Và đây là cái phần dây đeo túi cho tất cả quý cô chú anh chị. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái dây đeo. Dây đeo này là dây đeo quay bên hông, dây đeo của ống nhòm. Đó, nó sẽ có hai cái bản dây đeo. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái khăn lau của EK. Và bên cạnh đó thì như quý cô chú anh chị, đây nó sẽ có một cái bản product của sản phẩm cũng như thông tin về cách hướng dẫn sử dụng bằng chữ tiếng Anh cho tất cả quý cô chú anh chị. Để sản bộ phụ kiện sang một bên thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái sản phẩm của ngày hôm nay. Về cái túi đựng của nó thì nó cũng có in dập logo của hãng của EK đây cho tất cả quý cô chú anh chị. Và cái phần túi này thì nó sẽ có được khâu bằng chỉ rất là chắc chắn. Và bên trong của nó thì nó sẽ có một cái nắp sốc nữa để đảm bảo cho quý trình sử dụng và độ bền của sản phẩm sẽ được cao. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay, một em ống nhòm chính hãng EK 10x42 Cryvolgan. Với những cái dòng sản phẩm này thì em đánh giá trong cái phân khúc giá thì chắc chắn là sẽ không có một cái sản phẩm nào tốt hơn em Cryvolgan này. Về cái thiết kế của em ống nhòm EK thì nó sẽ thiết kế đặc thù của dòng ống nhòm hệ rốp là hai ống thẳng. Về chính xác về cái khối lượng của em ống nhòm này thì nó sẽ có khối lượng ở đâu đó chính xác là 561 gram, nó tầm khoảng hơn 5 lạng 5 rưỡi. Và kích thước của nó với cái chiều dài trục cơ sở của nó thì nó là 145 mm, gần 15 cm. Và cái bề ngang, chiều ngang của em ống nhòm này thì đâu đó nó tầm khoảng 13 cm. Thực chất là em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho tất cả quý cô chú anh chị muốn mua làm quà cho bé hay là mua đi săn. Tại vì là đi du lịch á, thì nó sẽ cực kỳ là thích hợp. Tại vì với cái khoảng cách mát này á, thì nó sẽ phù hợp với tất cả cái mặt bằng chung của cái khoảng cách mắt của người dân Việt Nam. Nó sẽ nhỏ hơn so với mặt bằng chung của thế giới một chút. Nhưng mà vì đó thì là cái mẫu ống nhòm này sẽ cực kỳ là thích hợp đối với một em ống nhòm 10x42 có khoảng cách mắt cực kỳ là thích hợp. Và mẫu ống nhòm này thì nó sẽ như quý cô chú anh chị thì nó có thể thấy là bên ngoài của nó thì nó sẽ được bao bọc toàn bộ bằng cao su. Và bên trên thân của nó thì nó sẽ có một cái lớp sần để khi chúng ta cầm nắm thì nó sẽ không bị trơn trượt. Đây là một điểm mà em đánh giá rất là cao của hãng EK. Và bên trên thân của nó thì nó sẽ có cái dập logo thương hiệu EK tại đây cho tất cả quý cô chú anh chị đã được thấy rõ. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá về chi tiết sâu bên trong của em ống nhòm này. Với em ống nhòm này thì nó sẽ có cái thông số là 10x42 như quý cô chú anh chị đã có thể thấy trên hình. Và với cái thông số 10x42 này thì mẫu nhòm này sẽ có sở hữu cái độ phóng đại là 10x. Bên cạnh đó là cái đường kính vật kính của nó em này là 42 mm cho tất cả quý cô chú anh chị. Và đối với em ống nhòm này thì như quý cô chú anh chị có thể thấy thì nó sẽ hơi ngả xanh một chút, đó chính là cái lớp phủ là Funimuticoat đó, FMC đó là Funimuticoat. Đối với em này thì nó có cái thông số là 10x42, cái góc nhìn nó cũng là góc nhìn tầm trung của một em ống nhòm 10x42. Góc nhìn của em này chính xác là 5,8 độ. Và đối với nó em này thì nó sẽ có cái chuồng nhìn là 303 feet
fit trên 1000Z là có một cái trường nhìn cùng với góc nhìn được khá là ok, khá là ổn so với một em ống nhòm MX42. Đó là cái điểm là em đánh giá rất là cao. Bên cạnh đó, như quý cô chú anh chị có thể thấy, nó cái mắt thị kính của nó sẽ có cái vòng đệm mắt cực kỳ là mượt cho cô quý anh chị. Nó sẽ có cái vòng đệm mắt để đảm bảo khi cô quý cô chú anh chị sử dụng, tạo khoảng cách mắt giữa mắt nhìn và thị kính sao cho nó hợp lý. Và thứ hai là nó giảm giảm thiểu cái khả năng khi cô quý cô chú anh chị nhìn lâu mà sẽ bị mỏi mắt. Đó là một điểm mà em đánh giá rất là cao của em ống nhòm EK142 phiên bản là phiên bản Clivoja. Và như quý quý cô chú anh chị biết là đối với tất cả những cái mẫu ống nhòm hai mắt thì thường thường nó sẽ có thiết kế ở mắt bên phải và có một cái vòng chỉnh diốt, và em này thì cũng không ngoại lệ, nó bên phải của nó thì nó sẽ có một cái mắt diốt chỉnh cận loạn, và đối với em này thì nó sẽ có diopter là cộng trừ 3 độ, nên là quý cô chú anh chị là khi mua ống nhòm này thì sẽ hết sức là lưu ý. Và mẫu ống nhòm này thì nó sẽ thích hợp cho tất cả quý cô chú anh chị mua về để đi du lịch săn ong, hay là đi phong lan, hay là mua cho các bé cũng cực kỳ là thích hợp. Với mẫu nhòm này thì nó sẽ không quá to và nó sẽ cực kỳ là tiện lợi trong quá trình di chuyển. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn của em ống nhòm này. Và một trong những cái điểm mà em không thiếu trong tất cả các video đó là hình ảnh test thực tế của em ống nhòm này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi test thực tế khả năng làm việc của em ống nhòm. Vâng, để tiện cho quý cô chú anh chị theo dõi thì hôm nay em sẽ test thực tế cái khả năng làm việc của em ống nhòm ECK Clivoja. Cái phiên bản này là phiên bản thấp nhất của hãng, với một cái mức giá là 1,2 triệu là chúng ta đã sở hữu được một em ống nhòm MX42. Và như quý cô chú anh chị có thể thấy trên hình này thì em đã test thực tế với quả khách đâu đó ở địa điểm quan sát tầm 100m. Điều quan trọng nhất là ở đây đó chính là cái độ sai sắc của mẫu ống nhòm này thì nó sẽ rất là ít, gần như là không có sai sắc. Và cái độ nét toàn trường á, toàn trường thì em đoán đâu đó, em ướm đâu đó tầm khoảng 70-80% là độ nét toàn trường, sẽ cực kỳ nét cho quý cô chú anh chị. Và đối với một em mẫu nhòm chính hãng ủy quyền tại Shoptech thì với cái mức giá là 1,2 triệu thì rất là thích hợp cho quý cô chú anh chị nào có cái nhu cầu muốn mua đi du lịch hay là mua đi săn ong, thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ thích hợp cho quý cô chú anh chị. Vâng, như vậy thì em cùng với quý vị các bạn đã test thực tế khả năng làm việc của em ống nhòm EK10X42 bản Clivoja. Với cái phiên bản này thì hiện tại bên đang phân phối ủy quyền chính hãng của EK tại thị trường Việt Nam với cái một mức giá cực kỳ là ưu đãi. Em chắc chắn là trong phân khúc giá này thì sẽ không có một cái sản phẩm nào được, thứ nhất là sẽ có một cái chất lượng tốt và có cái dịch vụ bảo hành 2 năm của hãng. Đó là cái điểm là cực kỳ là quý vị cô chú mua bạc sẽ được rất là ưu tiên ưu đãi, và tất cả những cái sản phẩm sẽ được của EK thì sẽ được bảo hành 2 năm vào hãng. Và đối với tất cả những cái sản phẩm thì em sẽ gửi đi đó chính là một cái bản photo của giấy ủy quyền của hãng, nên là quý cô chú anh chị mua hàng thì sẽ là cực kỳ là yên tâm. Và bên cạnh đó thì hiện tại bên em đang có những cái chính sách, ví dụ tất cả những cái sản phẩm sẽ không cần cọc và sẽ được giao hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó là những cái chính sách mà em đã duy trì với cái mảng ống nhòm này 4 năm luôn. Và để kết thúc video ngày hôm nay thì quý cô chú anh chị nào có ý kiến góp ý thì có thể comment ở phần dưới video. Quý vị cô chú nào thấy hay đừng quên nhấn like, share và đừng quên nhấn chuông theo dõi để bên em gửi thêm những cái video hay ý nghĩa về ống nhòm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong các video tiếp theo.